bạn sắp đặt muốn cứ dư bạn bằng cả lạc mũi mua thật lạc về trình độ hãy phát lạc về trình độ dưỡng dư ai bằng cả đơn bình rú hay tí đại viên dìa Nga đại viên dìa Instant Rival và với tất cả các Instant Rival Instant Rival cứ dư Rival tại bằng cả tòa và thật lạc hai viên miền áp dịch bốn nơi nông mê tỏ trúc mê tỏ nông mê tỏ lạc hai thêm tiền viên miền áp dịch bốn nơi khẳng khai phạm đất vừa dụ đi cứ chi đất vừa dụ đại thách lực nông lạc và chạy nhưng tổng an ấy tha đất vừa dụ đi chi đất vừa dụ đại thách lực nông lạc và chạy tổng an trang tha chẳng pra đất vừa dụ đi trang lời dạy ốc chinh hai ốc chinh đi การเจนติคลาสไปเจนติคลาสออบเจกต์ได้การออบเจกต์หน้าได้การเจนติคลาสไปเจนติคลาสออบเจกต์นั้นอาจปราศจากประโยชน์แต่ถ้าในสนองคลาสไปเจนติคลาสมันเหมือนปราศจากประโยชน์จริงจริงอาจปราศจากเอ็กซ์หรืออาจปราศจากเอ็กซ์นะจังออบเจกต์ได้การเจนติคลาสนะนุ่มออบเจกต์นุ่มอาจก็หายเมมเบอร์หรือคลาสแต่ก่อนนี้เยอะนั้นเกี่ยวกับ nên cái nông khả miền phi vật nghiệp từ miền instant rival nâng bị tỏ anh ấy xem trăm nên tặng ọt khả nha chia bị tỏ em quay tới hai thằng bị tỏ bị tỏ cứ chịu phần sân đai bằng cả lại nên tổng lại đã chẳng nên tặng ọt khả nha ba riêng nâng khả nông bị tỏ khi bảo là hả nên nông chạp thơ thi vũ này dương bị dịp bí phần dương bị dịp bí phần chẳng phân tích này dân pra là vì nó sẽ tặng ngọt này ai nhưng mà pra chỉ muốn là bị so là bỏ chào là bạn thì cứ bị đôi chút mùi rồi nhiều nè cái gì ngay sẵn ba mươi chút lần ngay vậy mấy khi nào nó sẽ chạy được như kéo đó ai nè lần ngay từ dây đi ăn cái đó thế là mấy sắp tới nó cứ là nó của ai cái là vùng giấy của anh sang đây là bên vùng chuột giấy của anh Lola đang miền bờ Lola mà chính riêng anh bằng cái miền son của bạn đang bằng cái system lại vốn của bạn cho nên tặng ông thì mình tài riêng bằng cái class nông cụ vùng đỏ cho mà prapu riêng thì sao ra muốn riêng bằng cái class nông cụ vùng đỏ bằng cái thì sắp program đấy tại nó không bị sao chả quá program của bọn sao chả quá rồi song ta bị ác lắc vì lớp viên ác thả phải cháu lớp bị sao program không phải vì nào để nghe tầng ọc thì dùng sao program để bắt lắc vì viên ác thả phải cháu lớp bị sao program không phải ác lắc nếu tầng ọc như bằng cách lắc vì nó nghe tầng ọc thì mình ác bằng cách ọc thì sao chắc là vậy chứ hai tầng ọc chứ ọc chứ chi vài bố đại viên profession này chắc ọc chứ có chi vài bố không phải tại vì mình có thể tên lấy mạng lạc hãy ốc tích nhất mình là cái nạc thì sẽ chiến vài vô thông đá trọng ốc tích nó ai tục tên lấy mạng có bạn ai trẻ nền địa rưu có bằng ai tên lấy mạng có bạn chắc ốc tích mùi nâng ai tục tên lấy mạng cao như tách ai xoay tên lấy mạng nông lạc nguyên kinh tên vài vô trọng hai ốc chích năng ai kẻ ra nia tên là này rư có bỏ hai chân này bạc trai một tên áo trai trần lớn nên nó là năng miên mê sọt trần mê mê sọt trăng này trái ốc chích chứng mình ai bỏ hai chân là này rư có kẻ ra nia rộng lộn tên là bạc trai hai bản đất nó là những miên in xe vài bốn căn này trái vừa hỏi ốc chích những ai tục tên là này bạc trai trần ốc chích tại vụ thế tại vì ai phòng một ông tên là này mua được lắm chấm cái cáo thì để dựng mình chú ông chích nó mũi từ trang sắp program cái tiếp thì để ta thì dựng cho tên lấy chạm được mũi nâng được mình men vô tại đâu mình dựng mình men vô tại ấy thì dựng cho mũi cũng không chạm được nhưng mà bên thái thì ca bằng cách học trình nên thì nó tương đối với học trình
Nhưng chúng ta vẫn có thiết bị đó. Khi chẳng hề có những chiếc màn này dây mệt hãi thì đó cứ gì ở phân tân để thật được đồng lạc. Phân tân là không thực ra tư lực là quay chạy chứ vật này. Quỷ này này. Phân tân là không thực ra tư lực là mình phí từ phân tân như được thái hoặc phân tân như được thái. Vì anh ấy không thực ra trả vào đến phân tân mê khó. Cô đừng nghĩ đại thì tôi mê khó là phân tân thứ đại thôi. Chẳng mê khó có bình phí bởi vì đại. Chứ mê khó mê được thái và mê khó mê được thái. Nhưng cũng có mê khó mê được thái. Trong nơi thì một mê khó mê lại được thái được như là vô lòng in đấy. Nên mê khó mê khó mê được thái. Hai mê khó mê khó mê được thái. Trong nơi thì một mê khó mê khí vật quái. Để tay là cái khí vật quái nơi một lần. Được nên là trong mê khó hắn mình mê được thái. Ta mê khó kèm phi bộ phê nước kì pra đàn mê ấy. Kì pra mê khó kèm phi bộ phê nước cầm rạp. Bà mê khó mê rì thần thái với kì pra cầm rạp. Kẻ đến đi, rươi có rộng rộng cầm rạp. Vì em mê khó mê rì thần thái với kì đại 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 thì có mê đi dân thái của mê con thật nghiêng. Mình lên câu thân cho tôi thật đấy, tôi cũng vô lực của dưới và đọc hồi của tôi. Thầy cài trong đó. Ngạc thơ vít ô nâng mạc ngay nâng ngạc ai cho từ bạn nhắm nâng mạc ca mấy con muối đại mê đi thật phải. Nhưng mà ca toàn chọc đến mấy con này à rồi. Nhưng ai đang mang cơm thì lương mấy con nó nguyên là một trạng tham mùa hạt đấy mà nè. Vì bọn mình xây tham, mình xây return settlement. Mình đi thăm mình. Mình đi thăm settlement. Mình đi thăm mấy con nó trai ca return settlement. Này nè, bà bị rút mấy con nó chỉ mấy con mình đi thăm. Ủa dưới mưa, có lẽ là chúng ta chọc mê xót ở đây chả rời thái, thì có thể bị biến, bị thân thật mà. Thế chứ, chắc mê xót là mê rì thật thái, chỉ đây sẽ trách ra, rút rộng hôm nay, kẹt ra nia hôm nay, mê xót xa đề mẹ tơ, chắc ấy. Họ mê xót mới chuyện, nhưng chắc ai cũng cài được cái gì, họ phải cài rút rộng ấy chứ, còn ai cũng. Thầy mình xóm ăn e rồi thì thầy xóm cháu có e rồi đấy để thầy. Chứ em thấy cái gì thân xét tầm ấn đây mẹ này. Bảo lớp chúng thầy thì thân xét tầm ấn nói biết. Bước rồi. Thầy nó thì thân ở while you from a method who result high age wide. Nhưng mà nó đang return value để cho nó method mình miền thì thật phải đâu. Mẹ này. Nhưng cái pha nó chỉ có đại phút thôi. Mẹ xin lúc đi thì đừng có ấy bỏ cài trên nhà rùi rơi cháu. Đã. Chẳng. Nơi có nông lạc nhau nó bình cứ miễn phí mê xóm. Rồi nhé, nơi có nông lạc nhau nó miễn phí mê xóm. Cứ mê xóm mê rì dân thái là mê xóm mê rì dân thái. Chẳng hai sắp program nó dựa thật ra. Mẹ thật ngọt miễn rơi bằng cá mẹ xóm.
បាទអ្នកខ្ញុំរៀបចំប្រើ member របស់វាចាំបាច់ត្រូវបង្កើត object ចេញពីខ្លះហ្នឹងណាបាទខ្ញុំបង្កើត object ចេញពីខ្លះហ្នឹងនៅពីនោះគឺយើងអាចប្រើ member របស់ខ្លះហ្នឹងបាទ object ដល់ណែបាទ display ណាអា member ដែលលើកនេះគេហៅថាជា default membersdefault member គឺជា member មួយដែលតែងតែមានគ្រប់ class ទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសាកទៅមើល class ណាក៏មាន member ដែរហើយពួកយើងនឹងចេះមាននៅពេលដែលដល់ proper interface តើ member ហ្នឹងវាចេញមកពីណាប្រភពវាមកពីណាណាតែធម្មតា default member យើងមិនដែរប្រើទេឥឡូវយើងប្រើតែ member ណាដែលយើងចង់ប្រើមកវាដល់ max ជាងចាំតើ sub program របស់ខ្ញុំនឹងមានតម្លៃអ្វីស្មើមែនបាទដល់ព្រោះវានឹងរុករកតម្លៃដែលខ្ញុំនិយាយគេក្នុងចំណោមតម្លៃដែរយើងពិតអាចកោះហៅ sub program របស់នេះយកមកប្រើបានលុះត្រាតែយើងបង្កើត object ពេញខ្លួនអោះខ្ញុំចង់ហៅ sub program display ណែនេះយើងមកប្រើបាន sub program display គឺវាគ្មាន return type យើងមិនអាចយកទៅក្នុងm dot add up in line នេះបានទេណាបាទត្រូវទៅតែបាទនេះជាមកចូលអាចចូល program យកបានយកមកមើលបានណាអញ្ចឹងទូត្រាទៅយើងបង្កើត object ទីអញ្ចឹងពេលនោះ object របស់យើងនឹងអាចប្រើទីនេះតាមមកទៀតបាទអញ្ចឹងវាសតយើងមាន2ប្រភេទហ្នឹងគឺវាសតមាន return type និងវាសតមានមេរៀនកន្លែងនេះបាទមេរៀនកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀនហើយដែលខ្ញុំបរិយាពួកយើងឲ្យទាញតិចគៀលយកម្នាក់ទីបុតុងទីជា password អីហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមិនពន្យល់ទៀតទេពួកយើងអាចទៅមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំឡើងវិញណាចំណុចទី4ដែលយើងត្រូវសិក្សាបន្តគឺ constructorអ្វីទៅហៅថា constructor ណែមើលអានេះ constructor ពេលដែលយើងបង្កើត object មួយត្រូវការចេញពី class ណាមួយនិង initialize ចេញពី constructor អានេះគឺជា constructor អញ្ចឹងសមមើលនិយមបែប constructor constructor គឺជាមេតមួយដែលមានឈ្មោះដូច class ហើយមេតនេះនឹងត្រូវបាក់ execute នៅពេលដែល object របស់constructor មានទូរទស្សន៍ initialize ទៅនៃ member របស់ខ្លួន នេះយើងមិនឲ្យត្រង់បីបន្ទាត់ហ្នឹងគឺពេញលេញហើយសម្រាប់ constructor តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដកងាប់ពីក៏វាមិនយល់ដែរណាលុត្រាតែយើងយកវាយើងមកប្រើចិត្តត្រៃថាតើវាមានន័យដូចអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយទៅអត់តើពិតវាមានន័យបែបហ្នឹងតែពួកយើងមិនយល់ទេឥឡូវខ្ញុំនឹងប្រើដើម្បីឲ្យពួកយើងកាន់តែយល់ធម្មតានៅក្នុងខ្លះមួយហ្នឹងចាំបាច់ត្រូវមាន constructorពួកយើងមើលឃើញអាណាអានេះ constructor មែននេះ constructor ចុះ constructor ណាណាលោកមានតែនេះ control space នេះជា constructor constructor មួយនេះទោះបីជាមិនសរសេរក៏វាជួយសរសេរដែរមិញខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេមែនខ្ញុំទៅសរសេរមិញទេនេះបាទទោះបីមិនសរសេរក៏វាសរសេរឲ្យដែរអញ្ចឹងពួកយើងមើលពីដែលវាបង្កើតបង្កើត object ចេញពី class name class program ចេញពីនេះតែវាត្រូវបាន initialize ចេញពី constructor ពួកយើងមើលសំថានេះមានវងចរនេះវងចរនេះមែនទេនោះចាក់អានេះមិនមែន class name ទេជា constructor តែ constructor ឈ្មោះវាគឺដូចជា class ចឹងអត់បញ្ហាទេព្រោះឯងចង់ការ class បានចង់ការ constructor ខ្លះតែយល់អត់ថា constructor គឺត្រូវពីព្រោះកន្លែងនេះមិនមែនជា class ទេ class អត់មានវងចរទេ constructor គឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពន្យល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការកកើតរបស់ constructor យកតោះនេះយកមកនិយាយបាទឥឡូវខ្ញុំបង្កើត class មួយទៀតមួយថា box បាទ box ខ្ញុំមាន3 template variable
nhóm ai gọi các constructor bạn constructor của những trong một cách lớn bằng trong của bạn là nó không lắp đẹp cả đa thì các bạn thì lúc constructor khi chỉ bị khó thì là tốt cần hầu và đó nhóm dây nó là W mà đọc A mà đọc D mà đọc từ phá phá bằng các viết phương ấy rồi đang là một cách viết phương X nhưng một cách mềm rồi mới là mình đánh nhóm trong máy chơi một cái ống kính trên bị là bọc từ bài thái phô rồi bọc bọc kia một là bạn chẳng thể bọc mô bị chi bọc mà nhớ bọc anh ấy mình bên class cho em cái chiên bằng class cho nó nhé chiên bằng class cho nó nhưng chắc nhóm con là bằng cách liếp nhóm ai cũng phải rồi ta bị mình tình định mà bọc bọc chiên bọc bọc đập bởi dưới Option 1 dot x. Nhưng mà các object trên thì các bạn biết chẳng ai phát tin lấy phim, ai phát tin sao là phát tin lấy chẳng bị mà đọc chẳng bị. Từ tha ta mà máy đọc chẳng bị mà đọc nè. Tại sao ta object đi thì đi lại những gì cần đặt tới đôi nét đồng lại đi qua rồi bắt em bơi đi mình chưa ta. Ở trong một vật thái chuyên nghĩa từ mới dùng mình để mình dùng mình tích tôi dùng những lưu chuyên môn bằng đây con sắc tớ khi chỉ bị tỏ mũi để mình mua bình lại đại của mình nè con sắc tớ khi chỉ bị tỏ mũi để mình mua bình lại nè viên là trai bằng ấy chú nơi phê na đại học chích còn là trên nè mấy tỏ mũi là trai bằng ấy chú môn kể nơi phê na đại diện của các học chích trên quan tay bằng các ông chức tính vì thế mình cho mạng iPhone của ấy đi và con đi nguyên mình bài đi chọc đến thằng bị đa mà đang thằng iPhone 2 nè chúng ta ram ra mà ram nó trên 2 á đấy nhưng ọt ban 2 dưa bọc ra chúng ta mới thả ọt 2 thì 2 là điểm đúng chắc đấy mình chết còn sắc tớ viên nâng tầm đá cam môn kia lời phi đại học chức cải thiện mê sọ mình đa vi pro sân bài dưỡng mình bán bỏ hạt Inter Right Body mình đa vi pro sân bài dưỡng mình bán bỏ hạt tại constructor nên mình chăm bách trời đã đại khác thì chúng phía để dưỡng một cách ông chứ chăm bách trời sai constructor chẳng thấy bạn dừng ra mình nhất là do vị khác để xa được nhưng mà được thấy hai người nó không còn quan trọng chẳng cái lại những phụ dưỡng ở toàn tài nào thả hết ấy ban chỉ member nhận bay là bọn gì đó miền là mạch hỏa bắc đời xa tay không sắc tớ bọn mấy trời bạn ít được chút vì ai tầm lại chỉ có tự lưng member nhận bay đi má mà đọc gì chẳng thấy bằng kịp trả chuyện khác không sắc tớ miền tư vị đi cho lại tầm lại cho nhận bơ đọc chẳng bộ này ai bọn các ông thích trên vị trí bọn đấy thời gian ai miền tầm lại khách ơn mình chẳng bay bọn tầm lại theo một tiếng hông lớp trong phải ai quan tâm đây bọn chúng tôi cả ram tới tiền option 1 này option 2 miễn là mạnh mà ba bốn gì chắc như thế nào lúc option chẳng có ao cả cái tiền thì làm bóc miễn là lại bị bỏ lại để cho tài liệu ít chút không phải nè nè ta tập lại đi qua mềm mình đi cà cay mình bán nhưng mà đâu ví dụ ID được bọn chị mua smart mua với những trang phê để chuyển làm vậy bọn chị mua smart lại mà mua thì đã option đắt chút mà option chút chút mà chúng ta phải làm vậy đấy chắc nghe này option phí nhưng mà mang ao đầm lại vì thế vì đừng vô tam đầm lại vì thế tại vì option mua nhưng mang ao đầm lại vì thế đừng vô tam đầm lại để dưới mang chẳng thấy bằng kịp lọc kịp thả
constructor means to receive initialization in the outline of the member របស់របស់ class តែប៉ុណ្ណឹងទេ constructor ណា we mean to receive តែតោះទៀតអ្វីដែលលើសពីហ្នឹងគឺត្រង់ទៀត overloaded constructor ពួកយើងខ្លោចលើសុំពីថា overloaded function ហ្នឹងអូឡូឌីហ្វាសិនជាការបង្កើតហ្វាសិនច្រើនដែលមានឈ្មោះដូចណែណែបាទហើយចាំបាច់ត្រូវខុសគ្នាទៅដល់ចំនួនដែលមិនឬដែលដាច់របស់ចូលអូឡូឌីមេថតអូឡូឌីមេថតមានសំដីអាចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺជាការបង្កើតមេថតច្រើនឈ្មោះដូចគ្នាហើយចូលដល់អូឡូឌីកនស្ត្រាក់ទ័រដូចគ្នាបាទអូឡូឌីកនស្ត្រាក់ទ័រគឺជាការបង្កើតកនស្ត្រាក់ទ័រច្រើននៅក្នុងក្លាសតែមួយហើយពួកវាចាំបាច់ត្រូវខុសគ្នាទៅដល់ចំនួនដែលមិនឬដែលដាច់របស់ឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្កើត constructor មួយទៀតនៅក្នុង class របស់ត្រូវបែរណាបាទអត់ទៅយូរទៅណាណាស់វិញមកខ្ញុំមកកាត់ constructor ទី2នេះខ្ញុំមាន argument w h ថាតើ argument ដែលជាលំហ variable ខ្ញុំនេះតើគូវាទៅដូចទៅនឹង w វិញដែរអឺហើយគូមកនេះគឺអីអាពុំយកទីនឹងលុបចោលបាទលុបចោលគឺខ្វាយដូចគ្នាពួកយើងដាក់ mouse ទៅលើវាប្រាប់អា sign មិនគូដែរមានតែមិនបាទមកទៅបានឡើយម្លេះនោះណៃបែរណែបាទអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលលោក call variable វាឈ្មោះដូចតែ instance variable គឺយើងត្រូវប្រើទីតាមវិញញែកឲ្យដាក់រវាង local និង instance variable តែបាទ w នេះចំណាំវាថាចេះយើងដាក់ពាក្យ with ចេះខ្ញុំមិនបាច់ប្រើ this ក៏បានដែរហេតុអីព្រោះថាវាអត់ជាន់ហងអញ្ចឹងប្រើ this ក៏បានមិនប្រើក៏បានណែណែតែប្រសិនបើជាន់វិញអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនប្រើវានឹងពិបាកបែងចែកថាមួយណាដែលជា W instance variable ហើយមួយណាជា W app ណាតែអញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រើនេះ 100% គឺជា instance variable ព្រោះមើលពណ៌គឺពណ៌បៃតងដូចគ្នាណាមើល W នេះគឺពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងគឺអ្នកទីខុសមើលការប្រើប្រាស់ខ្ញុំបង្កើត object មួយចេញពី constructor ទី1សំអាងអីដែលខ្ញុំថាកាត់ចេញពី constructor ទី1សំអាងអីសំអាងត្រង់ថាសំអាងត្រង់ថាបត់នេះសំខាន់វាដូចជា constructor ទី1មែនទេបាទអូ object ទី2ក៏កាត់ចេញពី constructor ទី1ទី1ដែរមែនទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាអបជីទាំងអបជីទី1និងអបជីទី2តម្លៃ default វានឹងស្មើបាត់ទាំងអស់បើសារតែអបជីទាំង2ការចេញពី constructor តែនេះតែបើសិនជាខ្ញុំឲ្យ constructor នេះអបជីទី2នេះពេលនេះខ្ញុំអាចជ្រើសរើសបាន2ចង់ឲ្យ initialize ចេញពី constructor ទីប៉ុន្មានក៏បានលើទី2ខ្ញុំថាអបជីទី2នេះត្រូវបាន initialize ចេញពី constructor ទី2ហើយដែលចូលតែសំខាន់វាដូចទៅនឹង constructor ទី2មែនទេបាទអញ្ចឹង2 3 4ដែលជា parameter និងបោះទៅឲ្យ WAD ដែលជា argument អញ្ចឹង WAD នេះនឹងបញ្ជូនឲ្យ WAD ដែលជា instance variable អញ្ចឹងទីបំផុតគឺវារ៉ាមក object ទី2មានតម្លៃ default វាគឺស្មើ2 3 4ដែលយើងបានមែនទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំស្គាល់តែប្រាប់ពីយើងថាពេលដែលពួកយើងបង្កើត constructor ច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចបង្កើត object បានច្រើនរបៀប object ទី1និង object ទី2ការចេញពី constructor ការចេញពីក្របតែមួយតែយើងអាច initialize ចេញពី constructor ផ្សេងពេលនោះតម្លៃ default របស់វាក៏ផ្សេងមែនទេក៏ផ្សេងដែរ object ទី1មានតម្លៃខ្លះបាត់ទាំងអស់រីឯ object ទី2វិញវាមានតម្លៃតាមអ្វីដែលយើងតែប៉ុណ្ណឹងចឹងក្លែងហ្នឹងបានខ្ញុំណូតឲ្យពួកយើងពួកថា overloaded constructor មានអត្ថប្រយោជន៍យើងអាច initialize សិទ្ធិនៃ out of thing បានច្រើនពេល
thì là dương một cách không cách tới căn này trái dương ai cũng đi trở lại member là bỏ chỉ mức ba căn trái trong nói tiếng pram đại dương thì dây pin disiver disiver thì mang hiền mạnh này này đấy disiver disiver mà những cái dương pram là mình nhớ ở đây là viên instant này bốn lắm lâu không lại được tại khi mình toán ai bị dương bên này lấy mười dương bên này disiver thì chia characteristic đây miền tôi được đi có hai member ấy cái current object chẳng khi nhập đi nhanh ai cũng như vậy đi stop của dân chui tiền to là ngọt nhé đi a w gia đi mày đấy hãy lấy khi nhập dọc object mua cho một bạn object mua stop d a w gia đi nghe là ngọt nhé phía này nó sẽ hơi đôi chữ đi mày đi cứ khơi nơi khi mở ra kia rồi và nè và trang cái này nó cứ theo trap của dương thái object one nó cứ chỉ object đi đi có chỉ object từ thái ta đi nâng object one khóc như thế nào việc bất chỉ ca trên việc làm bằng đại hội còn này là object one mình mẹ chỉ cần object cái gì chỉ object không mà đẹp vì thuốc ca cao phát object one từ ca trên việc làm bằng mẹ tại ca nâng nâng lại mẹ bằng mẹ ca nâng nâng lại bằng như này thì nên hai dương chỉ nè một cái trước nên object này current object cứ chỉ object đại system mang một cái lời không khác được này đi nâng nâng chỉ object này ra trên việc là box hãy đi nâng system mang một cái đại diện là mấy vô member với ở nhà đang học việc system lại bỏ nâng đủ không lại trang dùng số của dân hạ tại nè à main program dưới điện miết đinh từ ở miết năng mẹ nó miết đinh đi năng ê mấy cái mặt tờ ảnh thử tờ bởi dụ ấy đi vì phút đinh này cứ chia thần object robot man box chẳng man box mình tờ bởi dụ ấy đi mà bị nè mẹ nế chẳng thần object cứ chia object đại ca chân chỉ khác của mẹ thì nâng mình chẳng mạnh bằng cái gì đi ao tại mình khác mình thần object nhanh mọi chuyện mũi hay chỉ object mũi chạy chỉ xem bằng bằng cái thần object của mẹ tại cái pra viết là mình nhớ ở đây là viên instant right bốn nâng instant right bốn nâng lộ phong lại chúng nó trong trái thành lập này array object của những block lưu trữ array array như một cái array nó cùng nó tục tần này bạn trả này nè array object được tiếp tục tần này bạn trả được tại sao là array object được không phải array bằng tay mới được dùng một lấy là bỏ array object dương ai bằng cách object chia array bằng hai dương chẳng mang theo thiết bị mùi nền mùi nó bỏ array object ở các chế tích được đặt tên nam mùi đánh hạt muốn phê ra thì dây array object nhóm thì dây object thông bản thân nhưng mà các bạn object tụi mình là làm cho học hồn của những người này object đẹp như ban bằng cách tôi thả ta phân linh đi của dân mình phải thả phình lên thì cứ vừa ốc trên phình đến trời mình cần thả lại đây này nế vì trời ta là nhú thì mũi trở nên cần cần rồi chẳng ốc trên tay mình phình lên nhắn ta miên rừng hay cả lại biết là miên rừng cả lại người phía nam thì dân châu mình dùng một lại ốc trên tay cả trên tỷ là bóc hai mình toàn ba thì đi trở lại trên tỷ cầm cần nữa nghĩa là ngọt nên mình ai trai với ba thì đã ba con thì đều biết trai với right ball obg not has been initialized ở trong ban initialize trên phi cầm cắt tơ viêm mình trộn đi rơi chọn chặt object đẹp ở trộn ba mình toàn initialize trên phi cầm cắt tơ viêm mình trộn đi
chắc cho mình đi trở lại nhưng mai xây một tiêu mấy người bán xây không initialize trên phi constructor na cũng mà ao tại ban initialize mình tha chạm mạch lên constructor thì mua mình tha chạm mạch lên constructor thì tiếp tục rồi tiêu thay với mình constructor top ao chạm ban initialize trên phi constructor na mua viên nâng ok tiếp chắc mình định rằng object đã ăn ra bán lúc ra tại object nó ta trên phi constructor nó hơi tự ban initialize trên phi constructor tự ăn ra bán cho chạm mạch nãy trong tốc quên lời tiền một phía đỏ đây object quyền dành đánh chăm á object đại diện ai trả bà chăm mạch trời ca chênh vị lạc nâng trời bà kỳ đi trở lại chênh vị cần sạc tờ được ai trả bà chăm group object chẳng có bà mình bà kỳ đi trở lại chênh vị cần sạc tờ pra được cho bà những nghĩa mình thì dây phí ả rây tập bốn chăm mà các ả rây không bà lạc bằng cách là rép nên bằng họ tay để kết hàng ca tra tra ở đây lục bạc tái nhầm kết hàng với chim mình lục bạc xong ở đây em đi mình mà thiệt đăng như tra và cách là rép thì ấy đăng của dân trời vô hả dân bằng cách là rép nông sư đây ai bằng cách là rép một bằng chú rách chúng có thể lấy tam chân mê đây thật chứ bằng cách là rép một tam rép một e tông, e môi, e pi, e bay, e bộ thế ngủ qua là bậc cát chán cho dù bậc cát đại đại kia ta thấy phê là dân bậc cát ở đấy nè tập học kia phát chỉ ai phan luôn ba dân phải e này ai hay ai dân rực thì sâu tới bước thì chẳng dư được ai ra thì e sâu ta lấy chứ này nè tại bữa nay tập học kia bậc cát ở bậc cát lại một phòng mà đại e mùi e pi e bay e bốn e ra của dân ai ra luôn là mới được vô tình lấy e đang phan nó ba nó variable ធម្មតាចាំបាច់ត្រូវដាក់ឈ្មោះ variable នោះគឺអាចហៅ variable ប្រើបានតែ array វិញវាមាន variable 5 ពី a ទៅ a4 ហ្នឹងមែនតែមិនចាំបាច់ដកដាក់ a ទៅមកដែរទេយើងដាក់ ai ក៏ដែរឲ្យតែ ai មកទៅមែនទេបើឲ្យតែ ai មកមួយគឺមានន័យថា a មួយឲ្យតែ ai មក2មានន័យថា a ហ្នឹងគឺថា array ចឹងបាច់ទៅចាំដាក់ variable 5ទៅដាក់ integer a ហ្នឹងពីរបស់ខ្លះនេះចាំបាច់tập sớm gặp cha chả vá, gặp cha chả vá khi phải chạy được chạy. Anh ấy còn đẹp đẹp khác nhóm trai ca bằng ca là gì? Nhú bằng cá thiệt mày. Hai thiết mày đó cứ thiết phạt thiệt. Hai thiết đẹp phạt mày mà phải từ này thì anh chết mày chú mỏi. Chọn mười buổi toàn anh dịch ai bằng ca là gì ba phạt. Tôi biết chuyện sao chơi rồi bọn. Chả vá nát coffee phi được lắm. Chẳng trời chăm thuộc này thay dựng bằng cả là rấy còn tương trái tục tên này bán cho phụ nhân chết ta là gì? À rấy tục tên này bán cho tục tên này bán cho anh ấy gì? Tục tên này bán cho anh dư nâng anh pha lúc nào mới để cho tên này bán cho anh đấy, nâng bằng cả là rấy anh lấy quê đẹp cho bằng cả là rấy ổng chạy tên việc không ấy thì là rấy nó lấy pha mà tôi chứ anh ấy kì à rấy ổng chạy chắc phê đẹp cho mặt cát array object chấm như đây chẳng dương anh bằng cát object ban chưa này nghe nè chắc dương bằng cát object mà prab object object chẳng prab nó như đây gây hoang ở bình tâm ở bình mũi ở bình phí ở bình bay sâu mùi thì bay luôn nghe nè hai dương bất chỉ anh prab luôn đồng bây giờ dùng object đem prab đang mang thì dương chắc những ai sẽ object này ai thì do tình lấy được bao nhiêu bạn gọi đó dương prab object mũi object mũi đặt là bởi dụ à lấy dân ai thấy object này xấu đặt là bởi dụ ba đấy ba đây này là tự dân mới object này xấu đặt rồi nhé chúng ta ba đấy object này mũi đặt rồi nhé object này muốn đặt chắc mình đi tháp về để dân bằng cách nào này object cứ dân bằng cách object ra thời dân ai đã cái này à to ai mà mẹ nè mà cái mà bây mình chim lúc thì do tình này bằng điện thoại có bằng tài cái này những cái ngọt những cái phanh hà mỗi chục qua đây học sinh những hà những ai ra học sinh chị này thì mà nói này thì mà thì sâu mà này sâu sâu trên cái áo đấy mà lấy được ra
transfer error เนี่ยพลาดบางทีerror นะ error มันอาจปรา object นี่ตรงมาเลยจอมแต่ตัวไอ้ท่ามัน object มันปราบ้านโดนมูลที่ไปบูมเลยจะระเบิดเอาปราบ้านตัวไหนหมายแต่มวยอ่ะปีนี่จะปราอะไรมาได้แม่เนี่ยแฮดไอ้มันปราบอ่ะแฮดไอ้มันปราบเนี่ยมาเมื่อขังกราวนี่เว้นมันใส่ object อย่างไรนะได้เหมือนตอน initializing ดีจังสักเด้อ object อย่างอ่อนนุ่มเหมือนอ่านปราบ้านเองสู้ฐานกระไรนี่ initializing ดีจังสักเด้อในที่object ยืนก้อนกับราบีท่าเวียการเป็นอิสระวะถ้าอยู่ของการบังฟังเทียบเท่าจะเวียกลายหน้าท่าของกัตเตอร์ตีมุ้ยกลายหน้าท่าของกัตเตอร์ตีมุ้ยที่ออกเวียยัง object ยังฟังยืนออนตอนที่มีเวลาเป็นอิสระเต็มโดยฉะนั้นมูยังปลายมันมาจุดอะไรเชื่อมท่าอินดิเชลล์เอาท่าอินดิเชลล์เหมือนท่ากับกัตเตอร์นะพี่คือยืนปลายมาแน่แน่ใต้เนี่ยต่างออกนี่ปลาออบเจกต์นี่มุยมานี่ออบเจกต์นี่มุยที่ปัดนี่เมียนแมนออบเมียนนี่ยังเมียนยังไอ้ตาบ้านเขาดอกปีออบเจกต์นี่ส่งเขาดอกนี่ปูนอ่ะแต่ออบเจกต์นี่มุยคลายเหมือนมานี่แต่ถ้าแต่ออบเจกต์นี่มุยเหมือนตอนอีนี่เฉยยังพูดยังโซมยังงอไปผมบางนี่แถมเจ็ดใส่บ้านแกนี่มารอยเด้อแหละก็เรียนงอแม่เนี่ยแหละก็เรียนงออาหนังวิญญาณเลื่อนแหละก็เรียนแม่ยืมเจ็ดปลายฟอกนะไอ้ดัดแลนนั่นคือออบเจกต์ดัดแลนคืออย่าเลยปรางหนาวจำใส่จำมีในสบายคุณย้อมบางการอะไรออบเจกต์ยังมีมาเทียบปราเทียบแต่ปราเทียบอินดิเชลไลท์ไปจบยังจำไปฟินิทเตอร์เชียงปราซีมาหมันละปีต้นเดิมแล้วบุญปลาปลาแต่งออกนะปลาปลาจังใส่จอมจังเมื่อมียุ่งมาในยื่นง่ายบางการอะไรออบเจกต์แบบถ้ายื่นใส่จอมจังนะโยกเทียบในมุ้ยในมุ้ยเราบอกวิเอาอินดิเชลไลท์ใจที่ถูกตัดนามุ้ยได้ค่ะเห็นไหมจังบายยืมมันมาในนี้อยู่หลายใจปีกันหลังเติมนี้ผู้ยืมเพื่อนเพลย์หนึ่งปลายมาเองหนึ่งปลายออบเจกต์ในบุญ dot id dot d มาบารอยบารันเติมไม่ได้อะไรไม่ได้แต่ผู้ยืมมันไอ้ปลายออบเจกต์ในปลายมาที่ไม่ได้ผู้ยืมเอาตัวออมีดอทที่ปีปลายที่มันจังไงจังมันข้อเปียอะไรที่จังอะไรออบเจกต์การของการอะไรเอาใจปีบ่าเพียงอะไรธรรมดาเหมือนใช้ตรองหาเลื่อนมือหมุนทุกวันตรองยืนเติร์สไซด์ดินดีอยู่หลายเพียงในมือในมือเตี้ยสั้นมุนไปแดงแบบตรองของวันยี่เหมือนไงประกาศอะไรเอาใจมาขับบ้านไปยาวเลยจะได้ใส่โยต์ปลาถืออะไรจะปั้นอะไรเอาใจเมียนะครับยอดสำคัญนะปลาโยต์ถืออะไรออมจะนั่งยังนะจะนั่งยังไม่เท่าไหร่แต่คนราคาตายคือเยอะสบายมากตัวแกยังคือเยอะเท่าไอ้บางคลาสเยอะกัดเนี้ยเยอะกัดล็อกยังไงมาอยู่แกตัดเจ้ายังตัดไปยังไงเนี่ยมาคุยยังไงพยายามตระการตกความมีระบบสักยี่หรี่ก่อนไอ้สักมาเนี่ยมาเนี่ยเมียนเต้นในโดยจีบไอ้ดิแนทเจนเดอร์ตัวที่อาทาสักมาเนี่ยเนี่ยมีปัญหาจับแต่บุคคลจึงจำประกาศเตรียมเมียนตั้งฟีอีเมลไลน์ตู้ซับไฟบุ๊กไลน์ไอ้นะไอ้เกียรติอังกาเตอร์ไหนเนี่ยนางตาไล่หยุดตีห้องมีตำแหน่งจับนะพี่ย้อมเตยการตุกควอร์มีนเหมือนแบนไซมูเนี่ยที่อันเนี่ยพ่อมันนะเซอร์เ
ក្នុងសាលាមួយមិនតាថ្មីម្នាក់ទេមែនទេហ្នឹងច្រើននេះណាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទុកព័ត៌មានសោះទាំងអស់ហ្នឹងតែខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចគ្មានជំរឿនអីក្រៅពីខ្លួនឯងប្រាអរិយអបជិកទេដូចត្រាតែប្រាអរិយអបជិកទើបអាចទុកព័ត៌មានទាំងអស់បានណាមុនដំបូងពួកយើងត្រូវទៅបង្កើតខ្លះមួយតើដើម្បីបង្កើតអរិយអបជិកបានឬមួយដើម្បីបង្កើតអបជិកបានពួកយើងត្រូវបង្កើតខ្លះមួយតើបើមិនបានបង្កើតខ្លះទេមិនអាចបង្កើតអរិយអបជិកបានទេបាទកុំខលអរិយអបជិកតអបជិកយើងទេមិនបានបង្កើតបានបាទអឺឡោះហើយនេះត្រេកណែមឆាជាដាណែបាទ gender ធម្មតាពួកយើងគួរតែ declare ជា string ទៅតែនៅពេលនេះខ្ញុំ declare ជាឆាអញ្ចឹងដើម្បីប្រាប់ពួកយើងថា inseparable របស់ class មិនមែនចាំបាច់ត្រូវមានតែ design ដូចគ្នាទេខុសគ្នាក៏យើងអាចធ្វើបានណាអាចដូចគ្នាក៏យើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងហ៎បាទមិនប្រកាន់ variable variable អីក៏យើងធ្វើបានអប្រកាន់ constructor ណែមើល constructor default នេះទោះបីជាមិនសរសេរអីក៏គួរតែបង្កើតដែរណោះ constructor ទី2អញ្ចឹងហ្នឹងហើយអានេះមានទូរនីតិអី initialize ID បន្តណាខ្ញុំបង្កើត main program វាការងារដំបូងបង្កើត CIM នេះអាហ្នឹងគួរចាំជាងគេយ៉ាងណាប្រការនោះគឺអីទៅត្រៃពីកតណាមកចាហ្នឹងចាប់ពីម៉ោង8ទៅគ្រូជុំនិយាយដល់ហត់ណាហ្នឹងណាតាដើរបាទចូលទៅនៃឲ្យឯងអានតាមបីបង្កើតអារ៉េអិនធីតនៅកន្លែងនេះណែណែអញ្ចឹងអុបជិចអារ៉េខ្ញុំបង្កើតសោះមួយអ្នកក៏បានដែរទុកសោះមួយខ្នាក់ហ្នឹងក៏បានឬក៏សោះមួយសាលាហ្នឹងក៏បានដែរតែយើងកំដៅដល់ប្លែកអត់ដែរណែយើងសោះមួយសាលាហ្នឹងម៉ែ1000ទេខ្ញុំដាក់លេខ1000ហ្នឹងខ្ញុំវាយអិន1000ហ្នឹងមែនទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនឹងបញ្ចូលទិន្នន័យដល់1000ទេបាទអញ្ចឹងហ៎ដោយម្នាក់ម្នាក់មានព័ត៌មានដូចជា ID name gender ណាមែនទេអញ្ចឹងសិស្សទាំង1000នាក់ឬក៏សិស្សទាំង1000នាក់នោះមានព័ត៌មានដូចគ្នាតែសិស្សទី1អាចមានឈ្មោះផ្សេងសិស្សទី2អាចមានឈ្មោះផ្សេងមែនទេតែគ្រាន់តែថា structure នៃសិស្សនីមួយនីមួយមានទិន្នន័យដូចគ្នា feel វាដូចគ្នាមែនទេហ្នឹងហើយតែទាំងអស់នេះជាតែយើងអាចប្រើ object នៃ zone.id មកនៅ cin.net ឡងបានឬអត់មិនបានទេពីព្រោះមិនទាន់បាន initial មែនទេចែកយើងត្រូវប្រើនោះចឹងណាបាទប្រើលុបឆោតឲ្យវាស្គាល់មួយទៅអបជិកទេហើយស្មើនឹងញូអបជិកអឺទូដែរបាទឥឡូវយល់ចេញពី constructor ទី1គឺចំណែងចឹងហ៎ constructor ទី1យើងអត់មានស្អីអីទេមែនទេអត់ស្អីអត់ទៅឲ្យតែបាន initialize ទៅឆោតវាឲ្យវាដើរបានមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាតើយើងអាចប្រើអបជិកនេះហើយ .id ស្មើនឹង cin .net long បានពីព្រោះបើអាចស្មើ0យើង initialize object ទី0យើងអាចប្រាប់ object ទី0អាចស្មើ1 initialize object ទី1ប្រាប់ object ទី1មែនទេលុបនិងរត់ចប់យើងអាចប្រាប់ object បានហើយក៏អាចបញ្ចូលទៅ main key bot បានអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងតែពួកយើងត្រូវដឹងថា initialize ករណីនេះមិនមានន័យថាត្រូវតែ initialize រហូត initialize តែមួយដងទេ
ហើយចុះពីនឹងមកក្រៅមកប្រើបានហូតហើយពីនឹងទៅមក object នឹងបែរ initialize ទៀតគឺប្រើបានហើយណាតែខ្ញុំមិនសរសេរក៏របៀបនេះទេតែក៏របៀបនេះគឺយើងបោះទៅលើ default ដាក់ right ឲ្យ instance variable ចឹងអត់ល្អទេចឹងប្រើវិធីសាស្ត្របែបនេះវិញបងយើងសួរបងយើងថាតើ variable ទាំង4នេះជាអីជា local variable តែមែនទេមែន instance variable ទេតែស្គាល់វាខុសគ្នាទេមែនទេអញ្ចឹង variable នេះជា local variable ធម្មតាទេហើយ variable នេះមិនពាក់ព័ន្ធអីជាមួយទៅនឹង variable ខាងលើនេះទេមែនទេបាទដោយសារតែខ្ញុំមិនទាន់អាចប្រាក់ object នេះឲ្យបានអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចូល select ឲ្យ id name gender address បាទមែនទេឡើងចូលទៅណៃណាអត់ទាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយតំណែងអារ៉េអុកទីទេមក inner id បាទ id id នេះជាលោកហោប្រៃបូបាទអត់ទាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអុកទីទេណាពេកឡាយតែ neckline ពេលណាដែលយើងប្រើ neckline អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដបល neckline 2ដងនៅពេលណាដែល neck ខាងលើនេះខុសពី neckline បាទខ្ញុំរាប់ឲ្យមើលឃើញអារិសិតបាទខ្ញុំរាប់ ID ទី1បន្តមកទៀតខ្ញុំត្រូវបញ្ចូលឈ្មោះមែនទេបាទអត់បានបញ្ចូលឈ្មោះទេបញ្ចូល ID ហូតបាទចូលឈ្មោះទេណាអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងប្រើ neckline ហើយ neck ខាងលើខុសពី neckline ព្រោះយើងប្រើដបល neckline ពេលនោះ neckline ខាងក្រោមមិនបានហើយពីរបស់ដូចគ្នាណាបានតាមទៅវាយនេះប្រាក់បាទតែយើងវាយ ID បាទវាយពីបាទអញ្ចឹងនេះគឺផ្សេងផ្សេងគេបាទតែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចង់ចាំថាសិនណីនេះយើងអត់ទាន់បានបញ្ជូនទៅ array object ទេបើមិនទាន់បានបញ្ជូនទៅ array object មានន័យថាយើងទុកសិនណីបានតែម្នាក់ទេមែនទេតែឥឡូវមិនទាន់អាចគិតម្នាក់ទៅច្រើនអ្នកបញ្ចូលអត់សិនgender gender មកណា we is not next អត់មានន័យឆាទេណាកសលឲ្យមានន័យឆាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ next line ជំនួសឆា add soul ណាអញ្ចឹងប្រសិនបើសិនន័យនឹងជាឆាយើងប្រើ next line dot ឆា add soul មានន័យថាវាអាចបញ្ចូលពាក្យថា female ទៅតែយើងយកតែតអែយើងយកតាតអេសទេដូចជាវាយពាក្យ mail ទៅយើងយកតាតអេសបាទណាដោយសារតែ gender យើងមានប្រភេទទៅណីជាឆាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំប្រាប់ពួកយើងថាយកល្អគួរតែ declare gender ហ្នឹងជា string ទៅយក m យក s ឬក៏យក male female បានតាមចិត្តមែនទេតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ចូលថាប្រអសិនបើយើងចង់បញ្ចូលទៅណីជាឆាត្រូវសំដីបែបហ្នឹងណាមួយទៀត address ហ្នឹងទៅថាល្អតាមវាចូលឡើងបាទបាទណាក៏ប៉ុណ្ណេះពួកយើងមើលឃើញវែងតិចមែនតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកយើងអាចយល់ពុំថាអត់យល់កោប៉ុណ្ណឹងណាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនយល់កោប៉ុណ្ណឹងពួកយើងនឹងយ៉ាប់មែនតើបាទឥឡូវខ្ញុំមកយល់ចោះកុំឲ្យថាយ៉ាប់មែនទេបាទកូដនេះមានទូរទស្សន៍បញ្ចូលទិន្នន័យទៅឲ្យ ID បញ្ចូលទិន្នន័យទៅឲ្យ name បញ្ចូលទិន្នន័យទៅឲ្យ gender និងបញ្ចូលទិន្នន័យទៅឲ្យបើស្ទីរបស់ខ្លះវិញយើងស្អីមិនស្អីឲ្យ enter ID ស្អី ID ស្អី enter name ស្អី name ណែណែមាននេះធ្វើមាននេះបាទមែនទេតែពួកយើងត្រូវដឹងថាយើងបញ្ចូលទិន្នន័យពី keyboard ទៅឲ្យ ID name gender address នេះតែមួយ variable ទេvariable នេះមិនមែនជា array ទេអញ្ចឹងវាអាចផ្ទុកទិន្នន័យបានតែម្នាក់ទេយើងបញ្ចូលទិន្នន័យច្រើនគ្នាមែនតែទិន្នន័យដែលវាផ្ទុកគឺផ្ទុកតែចុងក្រោយតែម្នាក់ទេចង់ឲ្យវាផ្ទុកជាទិន្នន័យជា record គឺត្រាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ array object យើងពេលនេះអាចប្រើ array object បានយកឲ្យ array object យើងឲ្យការចេញពី constructor មកនឹង new
ni đe pe ni khnyom mun ta bop lơ oy initialize chen pi contractor ti 1 te pi pru ba initialize chen pi contractor ti 1 ne tang ok sa ke mơ na sik na ne nang a chang khnyom nang initialize chen pi contractor ti 2 pu yeung vi cha na object yeung initialize chen pi contractor ti 2 vi ta tu lai id pi ti bop hay ID nấng nâng trên ban bình dương mình to đòi ID đá chia instant variable đối với cái instant variable dân nâng từ tool ID phí argument hay argument nâng nâng từ tool ID phí parameter hay ID parameter từ tool tên này phí chúng ta chứng sau đó của mình ID là bộ instant variable dân nâng từ tool tên này phí chẳng lại nít trong đó ai và đó ai lục dân ai dân nào thì tổng tử từ sâu trên ảnh mà nè chắc cái này nếu như này mà object này sâu initialize trên gì cũng vậy chắc object này sâu ra bán object này mới cập ra bán object này kia cập ra bán có một tái phê là vì initialize với miếng tên ở đây tên ở đây miếng cứ miếng mơ phi ca bằng châu tên mấy tí anh ấy cứ vì indirect die profile nhưng mình châu tên lấy đó rai bộ mũi và rai bộ lông miếng phanh hai object qua hạt hai từng mũi mấy mấy dân tư nè hãy dương chăm thẳng lên phê na để viên mình cho tên lấy đẹp con nâng chót mùi thì khó nâng chót từ dương vô mùi thì khó nâng bắt ở ốc chế dương chắc ốc chế dương nâng bàn mùi thì khó rôn kịp khóc phí phổ này tại ốc chế này ai đọc ai dí và cho tên lấy thì khó bàn tại sao ta bạch lên phê lại nâng thông chân nèm trên lợi ạc bạc chân tên lấy bỏ dưỡng nè sẽ miên ạc lắc thử miên là chú ọc miên hãy chú ọc miên ngay khai ngăn chân ấy và sai bây giờ thua bài này với họ thì bà miến mà thì họ nó cứ miến là nó vừa ót vừa không chặt ót thì ông hai chưa cho ban thẩm phán này cho thẩm phán này chọn mình ra sạch đường hồng chẳng mua thì họ nó chặt tục hai khi thì họ mình cầm ra vì cô dương miến con nào thì châu đó ở trên đời này 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 chặt vì nên tới thì thằng họ miến ai trai bà này lấy xem sao vậy object này sâu đọt này cái nhé bà lấy những hai phần giải nữa này object này tồn đọt nè 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 nhưng chẳng ai phút môn nè tìm mũi này như cho tập bộ phải đấy bà lấy ra sao đấy nhưng cho tập phi nè ba này nè tìm mũi mũi kì ta ra tầm tập phong bình thì phi mua thì chia và đây nơi ta cao nhưng mấy trong ta cái object này tôn đó là nèm chắc trong ta cao mua nè thì mua về nè trong inter ta bị ai của đấy không có đại mà nè chắc trong bất kỳ ai là tu tân ở đấy mua nè na cọ ba này ao tay bệnh kiện object này tốn object này mua object này phi trả lấy nhưng trong mà ai cũng nó mua thì khó nè ai cũng nó mua thì khó cho mà không có record nhưng mà các em phụ nữ lại những món gì why so hai đi ném gender vậy nè chắc persona bậc nhom cái này nè nhom được rồi object này sâu đặt sâu nhom sâu ấy nhom sâu mưa thì kho tài đó mình sâu tài ném đi mà nhỉ mày nè mình sâu tài ném đi mà nhỉ chắc bậc nhom xe object này sâu chắc nhom sâu ban đầu object này sâu thế mày nè cho mình nhom trong sâu tầm áo thời thời mày thở lục tiết lục tiết cái lái nhưng phải học như vậy và chẳng group record ai dùng tới ban một chỗ nâng tới ban ai phút chưa record tới lọc quên rồi sẽ nắm được những cái bài nè đó 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 chống cho cùng nhau tiền đi vào
mày không kể cô ấy ra những vụ quậy thì lắm mày nét cao vậy lắm chúng tôi mày miên chết tận nè thấy đây à chết tận nè à chết tận nè mà đọc chữ nó cứ dừng nghe vậy mà với những người cái này nhưng anh tôi qua là miên chi record ngay cầu record này chia mình chỉ chân trái thì phi tham lại của cứ đọc xong này này tại dân phát chị ai giao viên đây chị ở chân trái dân mình tụng trong phòng bàn tập này vì đó phía là dân trái tụng trong quà rồi nè từ dân cung phương quà mình product vì thờ miền này kì và đang ID product name quality ai nát tụ bạc giá nè mẹ nè 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 của dân mang viên rồi hôm nay chân sử dụng ở vị array object và cả nó thứ ấy tụng quà miền chia record mẹ nè nè tụng học nè sở xây program và ở chắc cung phương quà miền tế mà đang chỉ riêng ID rồi mô ID của phụ vị ai khi về mình đi thật tay ta gọi đi từ information technology này này dùng trong quần internet nó thôi lên vô lên nè ngay sai nhâm đang gì vậy bằng time từ lỡ array object